mọi người. Chuẩn bị ship bé về ở gần nội thành Hà Nội luôn ạ. Đấy, bạn nam cực kỳ tâm lý luôn. Nếu mà ai có một người, có người yêu như bạn trai như thế này thì là cực kỳ thích, đúng không mọi người? Đây, bạn ấy có đặt một bé cún này tặng cho người yêu nhân dịp sinh nhật này. Em đang chuẩn bị ship này, số tiêm mang theo luôn. Đấy, còn gì ý nghĩa hơn khi mà mình tặng người thân, những người mình yêu thương ấy, những món quà như thế này, tinh thần như thế này cực kỳ là ấm áp luôn, đúng không mọi người? Tết nữa, trời ơi, đón các bé em về ăn Tết đi nhỉ, em ơi về nhà mới nhá. Đấy, hy vọng là món quà này sẽ cực kỳ ý nghĩa và là cái sợi dây liên kết để cho tình cảm hai bạn ấy mãi mãi bền lâu đi lên nhá. Em về nhá, phải làm thế nào để cho bố mẹ con ngày càng yêu nhau hơn nhá. Đấy, ship như thế này cực kỳ dễ. Dạ vâng. Đây ạ, đây, ship về luôn. Đấy, xin chào, rồi về nhà mới nha. Xin chào mọi người.